Để mua xài dinh tốt thì mấy ông bà mua ở đâu? Còn tôi là khách ruột rồi đó nè. Quan trọng nhất là ở đây chỉ bán xài dinh tốt chính hãng chứ không bán xài pha kem nha mấy ba. Giày có kiểu dáng thích sống với con vẹt chứ không phải là con vẹt nha. Còn đây là hai đôi mà tôi chọn trong ngày hôm nay nè, màu hồng và màu trắng da nhé. Có đẹp không mọi người? Được thiết kế rất là tinh tế. Phần da này là da cao cấp kết hợp với da thật, còn được may thêm đường chỉ dày nữa nên mang thì khỏi hư nha. Nói chung đôi này dù được làm bằng da nhưng mang rất là êm và không bị cứng nè. Mấy bà ai là fan giày sneaker vô đây là rung hết liền. Ở đây rất đa dạng về mẫu mã, giá lại được ghi rõ trên từng đôi. Ở đây có ai mê màu hồng không? Dường như đôi này được thiết kế riêng cho tôi vậy á. Được làm bằng vải canvas nên rất mềm. Phần đế cao su được đúc rất tinh tế sắc sảo. Diện với cái áo đầm này xem sao. Ui cha, cũng rất gì và này nọ phải không? Mấy bà muốn mua giày thì có thể inbox fanpage Reup Việt Nam để được tư vấn nhé. Còn tôi phải ôm hai em nó về thôi. Bye.